Ban biên tập xin cảm ơn và kính chào quý khán thính giả đã luôn quan tâm đến bản tin của kênh Thời sự quốc tế 24 giờ. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại quan điểm riêng của mình ở bên dưới phần bình luận để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh Thời sự quốc tế 24 giờ. Và ngay bây giờ, hãy cùng tôi điểm qua những tin tức mới nhất, nóng nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thế giới mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay gồm có những nội dung chính như sau. Cựu Tổng thống Iran nói gì về vai trò của Nga trong trật tự thế giới mới? Ông Biden cảnh báo hậu quả thảm khốc ảnh hưởng đến vị thế của nước Nga. Đồng minh quay lưng, Mỹ thất thế trong cuộc đua tên lửa với Nga ở châu Âu, NATO rạn nứt. Cựu Tổng thống Iran nói gì về vai trò của Nga trong trật tự thế giới mới? Cựu Tổng thống Iran trong một cuộc phỏng vấn với trang Lentaru đã tiết lộ tầm nhìn của ông về trật tự thế giới mới và vai trò của Nga trong đó. Theo ông, hiện nay trật tự thế giới toàn cầu cần có những thay đổi cơ bản. Trong hơn 100 năm qua đã có hàng trăm cuộc chiến tranh, ám sát, chạy đua vũ trang, phân chia giai cấp, đói nghèo và những hạn chế xã hội cho các quốc gia. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta nên chung tay xây dựng một thế giới mới. Ở đó tất cả mọi người sẽ được tự do và được tôn trọng, cũng như công lý được thực thi. Ông nhận định, cựu Tổng thống Iran nói thêm rằng Nga có thể đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình này. Trước đó thì chuyên gia về Trung Đông, Will Bolton, trong một cuộc phỏng vấn với Lenta.ru đã đánh giá về triển vọng quan hệ giữa Iran và Nga. Theo ông Bolton, với việc ông Ebrahim được bầu làm tân Tổng thống Iran, khả năng thành tích của nước này khó có thể cải thiện đáng kể. Ông Bolton giải thích rằng, bất chấp sự hợp tác giữa Nga và Iran trong cuộc xung đột Syria, cung cấp quốc phòng và năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình là những yếu tố kìm hãm quan hệ giữa hai nước. Ông Mahmoud Ahmadinejad giữ cương vị Tổng thống Iran từ năm 2005 đến năm 2013. Do quy định của Hiến pháp Iran, ông không thể tranh cử nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp. Vào năm 2017, ông đã nộp đơn ứng cử, song hội đồng giám mục chủ yếu là những người theo đường lối bảo thủ và chịu trách nhiệm giám sát bầu cử tổng thống đã không phê duyệt đơn của ông. Mới đây, cuộc bầu cử tổng thống tại Iran diễn ra vào ngày 18 tháng 6, trong bối cảnh nước này cùng các cường quốc trên thế giới đang nỗ lực hồi sinh thỏa thuận hạt nhân lịch sử được Tehran ký kết với nhóm P5+1 năm 2015, song Mỹ đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận 3 năm sau đó. Theo kết quả chính thức, ông đã giành được 17,9 triệu phiếu bầu, chiếm 62% trên tổng số 28,9 triệu phiếu. Với thành tích này, ông bỏ xa đối thủ về nhì là ứng viên Mohsen Rezai, người chỉ giành hơn 3,4 triệu phiếu. Giống như lãnh tụ tối cao Khamenei, Raisi luôn đội khăn xếp màu đen, thể hiện ông là một Sayyid, hậu duệ của nhà tiên tri Muhammad. Ông Raisi sinh tháng 12 năm 1960 ở Mashhad, miền đông bắc Iran. Đây là một thành phố lớn và là trung tâm tôn giáo của người Hồi giáo dòng Shiite vì có đền thờ vị lãnh tụ Hồi giáo thứ 8 của Imam Reza. Ông Biden cảnh báo hậu quả thảm khốc ảnh hưởng đến vị thế của nước Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 14 tháng 6 cho biết ông sẽ vạch ra làn danh đỏ với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp sắp tới giữa hai bên sau khi tập hợp đồng minh NATO đối mặt với thách thức từ Moscow và Bắc Kinh. Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, ông Biden nhấn mạnh cuộc gặp của ông với Tổng thống Putin vào ngày 16 tháng 6 là quan trọng và ông sẽ đề nghị hợp tác với Moscow về các lĩnh vực cho chung lợi ích nếu Điện Kremlin lựa chọn như vậy. Ông Biden mô tả ông Putin là thông minh, cứng rắn và là một đối thủ xứng tầm. Tổng thống Biden cho biết, tôi sẽ nói rõ với Tổng thống Putin rằng có những lĩnh vực mà chúng tôi có thể hợp tác nếu ông ấy quyết định làm điều đó. Nếu ông ấy không hợp tác và hành động theo cách mà ông ấy từng làm trong quá khứ, liên quan đến an ninh mạng và một số hoạt động khác, chúng tôi sẽ đáp theo cách tương tự. Tôi không tìm kiếm xung đột với Nga, nhưng chúng tôi sẽ đáp trả nếu Nga tiếp tục các hoạt động có hại. Tổng thống Biden phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh NATO. Ông Biden khẳng định sẽ làm rõ với ông Putin đâu là làn danh đỏ. Bên cạnh đó, Tổng thống Biden lưu ý rằng cái chết tiềm tàng của nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny đang ngồi tù ở Nga sẽ là một thảm kịch và sẽ làm tổn thương mối quan hệ của Nga với phần còn lại của thế giới và với Mỹ. Trong cuộc họp báo ngày 14 tháng 6 sau hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Tổng thống Biden phát biểu, cái chết của Navalny sẽ là một dấu hiệu khác cho thấy Nga có rất ít hoặc không có ý định tuân thủ các quyền cơ bản của con người. Đây không phải là lần đầu tiên ông Biden gây sức ép lên ông Putin về chuyện của nhân vật đối lập Navalny. Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Biden nhắc đến mối quan hệ sâu sắc của Mỹ về việc ông Navalny bị bắt với người đồng cấp Nga qua điện thoại. Về phía Nga ngày 10 tháng 6, Moscow cho rằng Mỹ nhanh chóng lên án việc Nga xem nhóm của nhân vật đối lập Alexei Navalny là mạng lưới cực đoan vì ông Navalny làm việc cho Mỹ. Trước đó vào hồi tháng 4, thì các công tố viên Nga yêu cầu xem mạng lưới của ông Navalny là cực đoan và nói nhóm này đang âm mưu tổ chức một cuộc nổi dậy với sự hỗ trợ từ phương Tây. Một tòa án ở Moscow đã cấm nhóm này làm việc ở Nga. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ gọi động thái này đặc biệt đáng lo ngại.
Mỹ cho rằng phán quyết của tòa nằm trong chuỗi hành động nhằm hạn chế các quyền cơ bản tại Nga. Trong ngày 14 tháng 6, thì một tuyên bố chung của NATO lưu ý rằng các hành động gây hấn của Nga tạo thành mối đe dọa đối với an ninh châu Âu, Đại Tây Dương. Tuyên bố chung trích dẫn việc xây dựng quân đội của Moscow, thực hiện các cuộc tấn công mạng, chiến tranh hỗn hợp, chiến dịch thông tin sai lệch và sát nhập Crimea. Đồng minh quay lưng, Mỹ thất thế trong cuộc đua tên lửa với Nga ở châu Âu, NATO rạn nứt. Kế hoạch triển khai tên lửa hạt nhân đến châu Âu của Mỹ đang vấp phải sự phản đối của nhiều nước thành viên NATO, bởi họ lo sợ muốn cuộc chiến với người Nga. Theo Defense News, một số nước thành viên thuộc Tổ chức Liên Hợp ước Bắc Đại Tây Dương NATO có thể sẽ bắt tay nhau đưa ra một nghị quyết chung nhằm ngăn cản liên minh quân sự cho phép Mỹ triển khai tên lửa hạt nhân ở châu Âu. Vấn đề này sẽ được NATO đưa ra thảo luận trong một hội nghị có sự tham gia của các nguyên thủ các nước thành viên của tổ chức, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Joe Biden, tại Brussels vào ngày 14 tháng 6 tới đây. Defense News dẫn nguồn tin từ Thượng viện Mỹ, một nguồn tin ngoại giao từ châu Âu cho biết lập trường trên các nước NATO được xem là phù hợp nhằm giảm đối đầu quân sự không đáng có với người Nga. Tổng thư ký Jens Stoltenberg trước đó cũng không ủng hộ việc Mỹ triển khai tên lửa có khả năng triển khai vũ khí hạt nhân đến châu Âu, kể cả khi kế hoạch này chỉ mới là ý tưởng. Đây cũng là bước đi chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 16 tháng 6. Nếu lệnh cấm triển khai tên lửa hạt nhân ở châu Âu được NATO thông qua tại hội nghị Brussels sắp tới thì Tổng thống Biden có thể sẽ là người được lựa chọn để đưa ra tuyên bố chung về vấn đề này. Về cơ bản, một nghị quyết như trên không chỉ nhận được sự ủng hộ của giới chuyên gia mà cả từ các quan chức Lầu Năm Góc. Bởi việc vận chuyển các tên lửa hạt nhân từ Mỹ sang châu Âu, đồng thời triển khai chúng trong trạng thái chiến đấu không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Cũng cần phải nói thêm rằng, việc ý tưởng triển khai tên lửa hạt nhân đến châu Âu được đưa ra ngay sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm Trung dưới thời Tổng thống Donald Trump vào năm 2019. Phía Mỹ cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước khi triển khai các tên lửa hành trình 9M729 trên các hệ thống phóng trên mặt đất. Tất nhiên, Moscow phủ nhận các cáo buộc và khẳng định vẫn tuân thủ INF. Tổng thống Nga Putin sau đó đã công bố các sáng kiến mới nhằm giải quyết tình hình trước những căng thẳng ngày càng gia tăng ở châu Âu khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF. Một trong số này không triển khai 9M729 ở các phần lãnh thổ của Nga, tiếp giáp với châu Âu và NATO cũng phải có động thái tương tự. Ông Putin cũng tổ chức thanh sát chéo với các hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis, Ashore với bệ phóng MK-41 tại các căn cứ của Mỹ ở NATO, ở châu Âu và tên lửa 9M729 của Nga đặt tại Kaliningrad, Nga. Tổng thống Biden họp báo riêng sau thượng đỉnh, báo Nga bình luận tránh bị Putin dẫn dắt. Ông Biden sẽ tổ chức cuộc họp báo cá nhân sau cuộc hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga, tránh khả năng nhầm lẫn trong khi đứng cùng sân khấu với người đồng cấp Putin. Tờ Reuters viết, chúng tôi hy vọng cuộc họp này sẽ diễn ra chân thành và thẳng thắn, và một cuộc họp báo cá nhân là hình thức thích hợp để trao đổi rõ ràng với báo chí tự do về các vấn đề đã được nêu ra trong cuộc họp, về các nội dung mà chúng tôi có thể nhất trí và cả những vấn đề mà chúng tôi có những quan ngại đáng kể. Một quan chức Nhà Trắng nói với các phóng viên hôm thứ Bảy, tại cuộc họp G7 ở Cabiz Bay, Anh. Một cuộc họp báo riêng sẽ cho phép ông Biden, 78 tuổi, tránh được những bất đồng công khai với ông Putin trước báo giới, cũng như ngăn nhà lãnh đạo 68 tuổi của nước Nga dẫn dắt cuộc đối thoại. Cuộc họp báo riêng cũng sẽ giúp tránh được các tình huống gây tranh cãi hoặc đáng quan ngại, chẳng hạn như khi cựu Tổng thống Donald Trump bị chỉ trích sau cuộc gặp năm 2018 với ông Putin ở Helsinki vì ủng hộ tuyên bố của Điện Kremlin rằng Nga không can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Hội nghị thượng đỉnh ngày 16 tháng 6 tại Geneva diễn ra vào thời điểm mà quan hệ Mỹ-Nga ở tình trạng thấp nhất trong những năm gần đây, Tổng thống Putin nói vào đầu tuần này. Trong khi đó, thì ông Biden khẳng định muốn theo đuổi mối quan hệ ổn định và có thể dự đoán được với Moscow, nhưng vẫn sẽ giữ cáo buộc rằng Nga phải chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công mã độc gần đây vào cơ sở hạ tầng của Mỹ và có thể sẽ hiện một hình ảnh cứng rắn với Điện Kremlin trước báo giới, tờ Reuters cho hay. Ngoài các cuộc tấn công mạng thì các nội dung thảo luận gây tranh cãi có thể bao gồm các cáo buộc về vi phạm nhân quyền, kiểm soát vũ khí hạt nhân và cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Biden cũng có thể nhắc lại cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016. Mỹ sẽ đáp trả một cách mạnh mẽ và có ý nghĩa nếu chính phủ Nga tham gia vào các hoạt động có hại, ông Biden nói với các phóng viên tại cuộc họp G7. Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã nói với TASS rằng ông Putin cũng sẽ tổ chức cuộc họp báo riêng sau hội nghị thượng đỉnh, nhưng nhấn mạnh